Chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tìm hiểu về du học Úc. Thì hôm nay công ty Tân Đại Dương sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn về ngôi trường Australia Catholic University, là một trường công lập của chính phủ Úc và mở cửa cho sinh viên và nhân viên từ mọi tôn giáo, quốc gia và văn hóa. Nền tảng cơ bản, tinh thần mạnh mẽ của trường là tinh thần học tập và khả năng sáng tạo của sinh viên cùng với sự nhiệt huyết, tận tâm của đội ngũ giảng viên. Có lẽ ấn tượng đầu tiên khi nghe tên Đại học Catholic là sự lầm tưởng về một ngôi trường dành cho công giáo. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị xua tan bởi danh tiếng của một trường đại học hàng đầu của Úc về chất lượng giảng dạy cũng như các hoạt động gắn kết cộng đồng. Được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1991, trường Đại học Catholic dưới sự hỗ trợ của chính phủ Úc luôn mở cửa chào đón cho du học sinh thuộc mọi tín ngưỡng, quốc tịch và văn hóa. Tới nay, trường có hơn 20.000 sinh viên, trong đó có 3.500 sinh viên quốc tế đến từ 75 quốc gia học tập tại 6 khu học xá của trường dọc theo bờ biển phía Tây của nước Úc, đó là Melbourne, Ballarat, Pankhara, North Sydney, Stanfield và Brisbane. Có lẽ chính điều này đã tạo nên một môi trường văn hóa đa dạng ở nơi đây. Không nổi bật vì truyền thống lâu đời, nhưng Đại học Catholic lại ghi điểm trong mắt du học sinh nhờ cái môi trường giáo dục giàu sáng tạo và đổi mới. Tỷ lệ giáo viên và học sinh luôn ở mức cao cùng với trang thiết bị hiện đại, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận những tiến bộ với nền tảng tri thức. Năm 2011, trường vinh dự đứng đầu về cơ hội việc làm và chất lượng giáo viên trong các trường đại học Úc theo The Good University Guide 2011. Trong đó, y tá, điều dưỡng, giáo viên và khoa học thực nghiệm là những ngành học nổi bật của trường. Bên cạnh đó, trường còn cung cấp cho sinh viên các cơ hội trải nghiệm thực tế và tham gia vào cộng đồng trong khi đang học tập, cũng như mức được hỗ trợ học tập và xã hội cao. Sinh viên tốt nghiệp tại trường ngoài việc có đủ trình độ học thực cho sự nghiệp đã chọn, còn có sự hiểu biết sâu sắc về công bằng xã hội và trách nhiệm đạo đức trong cộng đồng và nơi làm việc của mình. Trường đã mời hàng ngàn sinh viên cùng những cựu sinh viên, những người đang làm việc để tạo nên một sự khác biệt trong thế giới. Dưới đây chỉ là một vài lý do tại sao trường là một lựa chọn hàng đầu cho tất cả các bạn sinh viên muốn đi du học ở Úc. Trường có sự lựa chọn của 6 khuôn viên trường tương ứng với các cơ sở như là kể ở trên. Trường là trường đại học hàng đầu về các lĩnh vực sư phạm, y tá, khoa học thể thao và cũng giảng dạy các Excellent Degree Program, chương trình đại học xuất sắc khác về kế toán, kinh doanh, công nghệ thông tin, khoa học xã hội, khoa học môi trường và công nghệ hình ảnh. Trường giảng dạy các chương trình tiếng Anh, dự bị, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, liên hoạt dành cho sinh viên quốc tế. Trường có một môi trường cộng đồng an ninh và an toàn. Trường có tỷ lệ nhân viên và sinh viên là 1/18, có nghĩa là các giảng viên và nhân viên thật sự có cơ hội làm quen với nhau. Trường đảm bảo rằng tất cả các sinh viên chương trình đại học có được kinh nghiệm làm việc trước khi khóa học kết thúc. Trường có một cấu trúc học phí vừa phải. Trường mang lại cho sinh viên quốc tế, tất cả các khuôn viên trường một cơ hội hòa lẫn với sinh viên Úc để đảm bảo họ có một kinh nghiệm nước Úc thật sự. Sinh viên quốc tế của trường hưởng các kết quả học tập thành công và cả tỷ lệ tiền việc làm và tiền lương họ được nhận. Thì trường giảng dạy các khóa học ở các lĩnh vực như sau: kế toán, kinh doanh, công nghệ thông tin, sư phạm, khoa học môi trường, khoa học thể thao, y tá, khoa học tâm lý, công nghệ xã hội, tôn giáo học, nghệ thuật hình ảnh và thiết kế. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mức học phí ra sao, điều kiện đầu vào như thế nào cho từng cái cấp bậc học, các bạn có thể truy cập vào website của Tân Đại Dương, đó là tandaiduong.vn, hoặc các bạn có thể gọi thẳng tới số điện thoại 38484819 để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Nhưng mà các bạn vẫn có thêm một cái băn khoăn nữa, đó là sau khi các bạn đã hoàn thành những cái khóa học tại Úc thì cái cơ hội việc làm cũng như là định cư tại Úc thì như thế nào, thì chị Bích có thể tư vấn cho các bạn một chút ạ. Thực tế thì cơ hội định cư và tìm kiếm việc làm của du học sinh sẽ cao hơn khi mà học các ngành nghề hiện đang cần nguồn nhân lực lớn tại Úc, như là ngành kế toán nè, y tá, giáo dục, quản trị nhà hàng khách sạn, rồi công nghệ thông tin vân vân. Thì theo luật visa mới của Úc thì sinh viên sau khi hoàn tất chương trình cử nhân và thạc sĩ theo tín chỉ có thể nộp đơn được ở lại làm việc tại Úc là 2 năm. Đối với diện nghiên cứu sinh thì có thể ở lại làm việc là từ 3 đến 4 năm.
Về vấn đề làm thêm trong thời gian học tập tại Úc thì khi đã có thị thực về du học, bạn có thể nộp đơn xin được phép làm việc trong thời gian học tại Úc. Thì sau khi được chấp thuận, bạn sẽ được phép làm việc tối đa là 20 giờ trên một tuần trong thời gian học và toàn thời gian trong kỳ nghỉ. Riêng đối với du học sinh mà xin visa theo diện visa 574 thì các bạn được quyền làm toàn thời gian. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.